Da đang bị khô nè mọi người, đang bị khô và hơi bị sần sần sạm sạm một chút, với lý do là mấy ngày hôm nay là đi ra ngoài đường nhiều, rồi không có che chắn bao bịch nhiều, tại vì đang đi làm công trình xây dựng á cả nhà, khói bụi dữ lắm, cát này nọ các kiểu dữ lắm, rồi còn đi dầm mưa nữa. Nói chung là mấy ngày hôm nay là da mặt đang bị sần sần mọi người thấy không, không có mướt, nhưng mà không có lo nha, có một bí quyết. Bây giờ mình chuẩn bị tắm nè, mình chuẩn bị tắm ngâm bồn chút xíu, thì bây giờ mình trước khi tắm ngâm bồn thì mình sẽ sử dụng đắp mặt nạ. Đây là cái mặt nạ mà chuyên trị cho chống lão hóa, cho làn da lão hóa đó cả nhà. Và cái mặt nạ này á là ai mà da đang bị khô bị sần á, mọi người đắp lên một cái bị sạm, đắp lên cái là da căng mướt lại, rất là đã luôn mọi người. Mà đặc biệt là cái mặt nạ này nó có rất là nhiều serum nè, rất là nhiều serum trong cái mặt nạ luôn mọi người thấy không, đã serum nè, mình có thể vuốt ra thấy luôn nè đó, mình nó xa vô là nó xa vô cho serum nó thấm vào, và cái mùi nó là một cái mùi rất là dễ chịu cả nhà, một cái mùi rất là fresh, cảm thấy rất là mát mẻ và dễ chịu đó. Mình vuốt vuốt trong cái mặt nạ gì nè, cái mình massage cho cái serum tinh chất này nó thấm vào trong da của mình trước, rồi sau đó thì mình sẽ đắp lên. Sau đó mình sẽ đắp lên. Đắp lên nè. Trời ơi, cái mặt nạ này đắp rồi một hồi cả nhà sẽ thấy cái da của Phương Lê như thế nào nha. Thật sự thay đổi ngoạn mục nha, từ một cái da mà đang sần sần mà sẩm sạm á, bữa giờ là đi khói bụi dữ lắm mọi người ơi. Bữa giờ mình đang đi xây dựng mấy cái công trình đó mọi người. Đi ra công trình coi xây dựng suốt, bởi vì bụi dữ lắm. Bụi quá trời bụi luôn. Và cái xi măng là nó đó mọi người, cát xi măng đồ đó, nên quý vị kinh khủng lắm mọi người ơi. Da mà phụ nữ mà đối với ai mà làm kiểu mà làm những cái ngành nghề mà nó liên quan tới mấy cái xi măng cát đá này nọ đó là hư hết da luôn, thật sự luôn á. Bây giờ hôm nay đắp vô để chắc khoảng là 20 phút đến 30 phút, nhưng mà chưa hết đâu nha mọi người, trong cái serum này, trong trong cái này là còn nữa nha. 20 phút sau thì mọi người sẽ thấy là cái da của mình nó như thế nào. Trong thời gian là mình tắm 20-30 phút xong rồi mình, ôi trời, nhiều nào mọi người thấy không nè, quá trời nhiều luôn nè đó, mọi người thấy không, đắp xong một cái là da của mình nó căng mướt đã lắm mọi người, căng mướt mịn đẻ lắm, mà sáng da nữa. Một tuần thì nếu có thể thì ngày nào cũng đắp, còn nếu mà không có thể bận á, bận hay là lười gì đó thì vẫn đây đắp một tuần khoảng 3-4 lần đó mọi người, đắp đó. Khi nào mà da khô da xấu xí là Phương Lê đắp cái mặt nạ này nè vô là da mình đẹp lên liền à, đã lắm, thần dược kia đó. Tại mặt nạ này làm từ tế bào gốc á mọi người nên thích lắm. Rồi Phương Lê xài mặt nạ này gần 5 năm trời mọi người, một loại chống sáng và loại chống lão hóa này gần 5 năm rồi đó. Bây giờ mọi người chờ kết quả nha, kết quả sau 30 phút nha, Phương Lê tắm xong rồi Phương Lê tháo cho mọi người coi nha. Ok, đợi nha. Phương Lê đắp cũng được gần 30 phút rồi mọi người, Phương Lê vừa tắm xong. Tắm xong bây giờ đắp gần 20 phút rồi mọi người. Bây giờ mọi người muốn biết kết quả sau khi Phương Lê đắp mặt nạ thì cái mặt của Phương Lê như thế nào không? Đã lắm mọi người, mát lắm. Đắp mặt, cái mặt nạ này mọi người không cần phải bỏ vô tủ lạnh nha, mọi người cứ cứ để ở ngoài bình thường vậy mọi người đắp nè. Phương Lê đang đắp hai loại này mọi người, một loại này là loại trắng sáng. Ai mà thích da mình trắng sáng thì mình sử dụng loại này ha. Trắng sáng cấp ẩm, nói chung là nuôi dưỡng da, ở trong này có rất là nhiều tế bào gốc collagen trong này. Nó thúc đẩy những cái sợi collagen của mình, làm cho cái sợi collagen của mình khỏe mạnh, là da mặt của mình nó sẽ trẻ trung. Còn đây là cái dòng mặt nạ mà cấp ẩm rất là tốt, và ai những cái người nào mà da khô da sần á xài đã lắm mọi người. Và cái này là nó về dòng chống lão hóa, vì vậy mà nó nuôi dưỡng da của mình á rất là nhiều lần so với những mặt nạ thông thường khác. Thôi bây giờ mình phải mở ra cho mọi người coi ha, đó, cho mọi người coi cái người thiệt việc thiệt làm sao đi. Rồi thế nào, đã không đó, da vung lên nè, mướt ngược luôn mọi người thấy không. Đã chưa đó mọi người thấy không, da mình nó mềm, nó căng, nó mướt đã lắm mọi người ơi. Đây nha, rất là tuyệt vời luôn đó mọi người, thích lắm. Giờ Phương Lê lau cho mọi người coi nè, lau xong cái da mặt của mọi người coi là mặt của Phương Lê nó căng mướt, nó căng bóng mọi người thấy chưa. Đó, bên này có lau rồi mà thấy mạng da mặt vẫn căng đúng không, căng mướt đã lắm, từ cái da khô giờ cái da nó mướt đã ghê á, đã ghê á.